Hello, xin lỗi mình đang mặc đồ ngủ. Nhưng mà hôm nay thì mình đã nghĩ là mình sẽ bắt đầu một series mới để dạy tiếng Anh cho các bạn. Có rất nhiều cách học tiếng Anh và mỗi người thì có một kiểu học khác nhau. Tuy nhiên thì cái cách học mà mình thích nhất đó là chơi game. Thật sự ấy, kiểu rất nhiều bố mẹ không cho con chơi game ấy. Nếu mà bạn biết cách chơi thì bạn sẽ học được rất nhiều thứ từ game. Người yêu của mình cứ học tiếng Anh từ game. Ông nói tiếng Anh giỏi lắm. Và hôm nay thì để mình vừa dạy tiếng Anh cho các bạn mà mình vừa vui thì mình sẽ dạy tiếng Anh qua trò Sim. The Sims 4. Cái trò chơi này rất hay tại vì The Sim là viết tắt của Simulation, tức là sự mô phỏng. Trò này khá là hay. Tuy nhiên thì nó rất là nặng. Bạn nào có điều kiện thì hãy download nó về và chơi nhé. Nhưng mà đừng có đâm đầu vào nó tại vì nó rất là dễ gây nghiện ấy. Let's jump right into the game. Alright, now we're in the game. Oh my god, it's snowing. Ok, dừng lại một chút nào. Mình sẽ nói qua về cô bé này của mình. Cô gái Sim. This is my Sim. Sim là cho các bạn biết Sim là cái gì rồi. Người ta sẽ gọi đây là một Sim hoặc là kiểu một nhân vật của mình nhá. Kiểu cô ấy thật ra mình để random cô bé này, mình chỉ chỉnh lại một chút về thân thể cô ấy trông cho nó gọn gàng một chút thôi, lúc đầu trông nó béo lắm. Okay. So she has like a very natural makeup on her right there. Trời. Nhìn thấy đâu vậy? Ta-da. Okay. Về bản thân thì cô ấy là một người rất là active. Someone is active is someone who tend to be energized. Kiểu rất là năng động đó. And she loves the outdoors. Tức là rất là muốn ở ngoài thiên nhiên. Okay. And she is also a foodie. If someone who loves food and who loves to eat good food, you can say that she is a foodie. Những người là foodie là kiểu những người mà sành ăn đó, thích ăn đồ ăn ngon và cũng nói chung là có nhiều ý tưởng. Can watch cooking shows for ideas. You can see that. Và cô ấy là một collector. She is a collector. Tại vì cái aspiration, cái đam mê lớn nhất của cuộc đời cô ấy, mình đã set nó là freelance botanist. Các bạn có thể nhìn thấy là cái biểu tượng này, nó là một cái cây đúng không? Thì cô ấy rất thích làm vườn. Simple as that. Thì khi mà nói chung là đây là những cái task mà mình có thể làm để cho nó tại vì cô ấy thích thế. Ok. Và mình đang ở một nơi kiểu khỉ ho có gái như thế này và mình sẽ không biết là mình sẽ phải làm gì. Ok. Mình đã đánh cheat vào để mình có thể xóa hết tiền cô ấy đi để cho cái game này nó that would make the game more interesting, okay? Tại vì mình sẽ nói chung là phải làm nhiều thứ để có thể sống sót qua. Nhà của cái nhà này rất là đẹp luôn nha. Anyway, cái game kiểu survival này, cái game sống sót này mình lấy cảm hứng từ một anh tên là anh James. Anh ấy nói chung là kiểu cũng livestream nhiều về Sim. Và mình là một fan của game này. Vì vậy mà ok. Nhưng vấn đề là bây giờ mình đã không biết làm cái gì ở chỗ này đây. Ok, come back here. I think you're gonna need to find something. Mình có thể câu cá ở đây. Go fishing. Loves the outdoors lesson. Violet loves the outdoor. Ok. Và cô bé này sẽ đi câu cá. Tại vì khi mà câu cá xong ấy thì bạn có thể bán được con cá và bạn có thể có tiền. Bạn có tiền thì bạn sẽ mua được đồ. Bạn mua được đồ thì bạn có thể sống sót được. Giá thật sự là sau khi mà mình chơi xong một khoảng thời gian thì mình cảm thấy là giá như mà cuộc sống này nó dễ như là trong Sim. Tất nhiên là chúng ta không được thiếu rồi. Ở đây chúng ta sẽ có các mood, các tâm trạng. Không phải còn gì. Chúng ta sẽ có tâm trạng này. Cô ấy đang
feeling happy and she has some fresh air. Oh, mình nói về bản thân cô ấy nhưng mà không biết là tên cô ấy là gì. Cô ấy tên là Her name is Violet Warner and she's a young adult. Young adult nó giống như kiểu là vừa mới xong tuổi vị thành niên ấy, trên tầm 18 tuổi đến 22 tuổi đó. Kiểu như là kiểu chưa chín mùi lắm. Okay. Chờ. Bình thường á thì ở đây sẽ có rất nhiều những cái kiểu cây cỏ ấy. Đây này, ví dụ này, ví dụ đây. Ví dụ như cây này là mình có thể harvest được, mình có thể hái được á, thì mình sẽ trồng ở nhà và nó sẽ mọc lên rất nhiều và mình sẽ được nhiều tiền. Cả mushroom nữa này. Snapdragon là hoa móm chó. Móm chó. Yeah. We also have mushroom here. Let's see something else that we have. Oh, cái chỗ này thì mình có thể look for frogs. Okay. Khi mà kiểu như là look for, các bạn hãy nhớ là khi mà bạn muốn tìm kiếm một cái gì đấy, bạn hãy nói là look for. Are you looking for something? Yeah, các bạn đã nghe thấy người ta nói câu đấy bao giờ chưa? Thì ở đây là sẽ đi tìm ếch. Yeah. Có một số con ếch thì nó sẽ rất là đắt tiền. Và một số con ếch thì nó chỉ đào ra 10.000 thôi. And dig. Dig this. Hãy đào nó lên đi. Alright. Alrighty. Trời ơi. Trời vẫn đang tuyết chứ. Chung nó vẫn lạnh mà nó lại đi câu cá. Kiểu câu cá mùa đông. Không phải câu cá mùa thu. Nhưng bây giờ đang là mùa xuân. Spring. Nói chung là cái game này thì mình khi mà mình đào về thì nó đã Welcome Dragon. Welcome Dragon. Dragon is like our home. Let's not do that and to greet the neighbor. I really want to do that. Invite neighbors in even we don't have a house. Mình không có nhà nhưng mà cô gái này rất là thương đã đến và chào đón mình đến mảnh đất mới. Cái gì đây? Mình nghĩ nó là strawberry. Yay, we have strawberry here and we have like blueberry over there. Strawberry, strawberry thì mình chỉ có thể ăn được thôi. Nấm mình có thể ăn được, còn blueberry với cả snapdragon thì nó kiểu nó mình có thể dùng nó để có thể cắm hoa, nhưng mà như thế thì mình sẽ phải mua một cái how can I say that, cái bàn cắm hoa. Yeah, thật sự là mình phải mua cái bàn cắm hoa. Cô ấy vừa she found one eggplant frog. Thật ra thì các bạn đừng quan tâm cái loài ếch này là cái loài ếch gì, kệ nó đi. Oh, a limestone. Limestone như kiểu như là thạch, đá cẩm thạch. À không phải, sorry. Mình quên bắt đầu là cái gì rồi. Let's check that so you guys can know about it. Nghe mình có nói nhanh quá thì các bạn cứ nói nha, để lần sau, livestream lần sau. Thật ra không phải livestream, sorry. Lần chơi sau thì mình sẽ nói cho chậm lại. Các bạn có thể nghe thấy với các bạn theo tiếng Anh. Ha ha. Limestone là kiểu đá vôi. Ok, đá vôi. Come on, quick. Speed up. Oh, another capsule. Capsule. Các bạn đọc lên là capsule. Ok. Nó là kiểu một cái hộp ấy. Có cap, cap thì thường là cái nắp ở bên trên. Capsule là một cái hộp có nắp. Yeah. Và cái này mình có thể bán đó. See? 10 đô. Thật là ít quá đi. Mở này ra. Mở ra. Open it up. Founders My Sim Trophy. 15 đô. Yeah, bán nó đi. And fossil rock. And you can extract fossil. It is not fossil. Hãy đọc là fossil. Okay. Đấy. Mình một số bạn thì như lúc nãy các bạn mình vừa nhìn thấy mình extract đúng không? Thì ở trong 10 bao nhiêu? 15. Thôi bán lại đi. Thật sự là
ở trong acquired fitness. Ok, fitness các bạn có nhìn thấy là kiểu California and gym, California gym and yoga fitness đó, thì fitness là kiểu like you can become fit, can become like các bạn gầy hơn, thì cái sự kiểu khỏe dẻo dai của cơ thể ấy, thì nó là fit fitness danh từ. Ok, lúc nãy mình vừa nói cái gì nhầm lại quên mẹ nó rồi. À, extract, yeah. Kiểu toàn bị vừa chơi game vừa nói chuyện là như thế này đấy. Anyway, extract thì bạn nào ở trong máy tính ấy, bạn nhìn thấy rất là nhiều. Bạn có một số cái file nén thì bạn có thể extract nó ra. Đây là kiểu giải nén đấy. Ô file, ô code. Opal is like, nó là một loại đá, hình như là đá lưỡi hổ hay là đá gì ấy. Let me see that again. Opal là ngọc mắt mèo. Ok, so common upgrade part thì upgrade thì các bạn biết nó upgrade là cái gì đúng không? Cái này thì mình có thể dùng để upgrade một số thứ đồ về sau của mình. Oh, another frog to find. Linda got this. Why strawberry? We have a lot of strawberry over there. Oh, this house they have like a whole garden. No, they don't have a garden. It's just a backyard. Okay. Okay, let's open it up. Hãy mở nó ra. Oh, cái này sắp. Cái này hình như nó nở rồi này. Mình sẽ có thể harvest all. Harvest everything. Harvest thu hoạch. Thế chờ sao lâu quá vậy? Check xem cái need của nó là gì. Eggplant frog again. Ok, cái need các bạn hãy nhớ là need có thể là động từ và có thể là danh từ. Thì nó sẽ là nhu cầu, danh từ thì nó sẽ là nhu cầu. Ok, và ở đây thì nhu cầu của bạn khá là căng, I mean nó khá là đầy rồi thì mình không cần quan tâm nhiều lắm. Anyway, nếu mà bạn xong tuần rồi thì bạn có thể ra đây cái khóa tiếp đi. Câu cá nhiều. Có ngày I'm sorry. Đang định nói từ ngữ Việt Nam nhưng mình nghĩ là mình không nên làm như vậy. Cái gì đây? Acquire the gardening skill. Đã đạt được kỹ năng làm vườn. Like các bạn có thể nói là tôi thích làm vườn. I like gardening. Gardening là làm vườn nha. Garden là cái vườn. Ok, and she acquired the gardening skill. Ok, looks like that's all to harvest now. Like one. We have like one. Ok. Anyway, we have to plant this. Bán chỗ này đi nha. 10 đô này. Và 20 đô này. Và 70 đô. Ok. Bao nhiêu tiền? À, energize, energizing decor, tức là nó sẽ làm cho mình energize hơn đó. Oh, upgrade part, but I have to sell it for 90 bucks. Alrighty. Nếu mà lạnh quá nha thì mình có thể ở đây light. Oh, level up. She reached fishing level 2. Valet canal cat, bass, koi and trout. Bass là cá vược, koi là cá chép đó. Và các bạn biết cá koi đúng không? And trout. Trout. Mình lại quên con trout là con gì rồi. À, nó là kiểu con cá hồi ấy, mình chả biết tại sao. Trout thì cá hồi có hai cách nói. Thứ nhất là salmon và thứ hai là trout. Mình không biết cái sự khác nhau giữa chúng nó. Mà cố lên em cái. Bắt một con cá thôi và chúng ta sẽ nướng nó, ok? Đó, ở chỗ này thì các bạn có thể light. Light vừa là danh từ và là động từ. Light và là động từ thì nó sẽ là kiểu thắp sáng lên ấy. Thì nó sẽ kiểu đốt đống lửa lên. Cố lên, tuy trời đang tuyết nhưng em vẫn kiên cường bất khuất và mặc áo cộc tay như vậy. Không có làm sao. Oh, come on, speed up. Đâu có chân? Ở đó chân này. Her hunger is
đấu. Hunger là sự đói. She got a sick lead. Hai con luôn. Excellent. Nhưng mà mình sẽ phải bán nó đi, tại vì mình cần tiền. Mình có một khá là nhiều tiền rồi đó. Mình sẽ về đây và mình sẽ I'm gonna. Thật ra là các bạn có nhìn thấy cái bụi cây này không? Bụi cây này nó rất là hay. Đó là mình có thể fertilize. Fertilize thật ra nó là bón phân. Và nạp, nạp là cho nên là mình sẽ tạm thời không cần chỗ đi ị và không cần chỗ đi đi ngủ. Mình sẽ cần chỗ ăn nè, mình cần chỗ để chơi. Thật ra chơi thì mình câu cá mình cũng cảm thấy vui này. Social thì có thể nói chuyện với những cái đứa đi loanh quanh qua như này này. Và chúng ta có thể cần cái để mà tắm rửa. Hygiene. Hygiene là kiểu vệ sinh cá nhân đó. Energy. Energy chính là năng lượng. Looks like the fish in this area are too crafty for Violet. Try fishing elsewhere until she has more skill or try using more valuable bait. I don't care. Các bạn có biết bait là gì không? Bait là mồi. Bao giờ mình có mồi thì mình sẽ cho các bạn xem nó sẽ câu một mồi như thế nào. Khi mà có mồi thì chắc chắn là sẽ có nhiều cá ấy hơn, có nhiều cá cắn câu hơn. Ok, and you want to water it. Go water it. Các bạn hãy nhớ nhé, kiểu mình lại nhỉ. Nghe thấy không? And I want you to change your outfit into this. Mùa đông ở. And I want you to practice singing while I'm looking for something else so you can do. Level up. Okay. Thật sự thì mình đang chưa biết là mình nên làm cái gì. Ở đây mà hết thứ để làm rồi ấy. Wow, ở đây có một cái ghế đá này. Chúng ta có thể sit on it and what is it? Travel to the bluff? Hay là chúng ta thế nhỉ? Travel, các bạn chắc biết travel là gì không? I like to travel. Travel to the bluff là đến bluff. Di chuyển đến bluff, du lịch đến bluff. I don't know. Nhưng mà đó là cái gì vậy? Trời ơi. Chúng ta sẽ đến đấy cho dù là chúng ta cần rất nhiều thứ. Nhưng không sao. Let's go. Speed up. Quick. Okay. Let me see. She's going in. She's going in. She's... okay. Yeah, I don't want that. Trời ơi. Thế luôn, cái lốt này rất là lâu, cực kỳ lâu luôn. Cho nên là mình cũng không biết là mình sẽ làm cái gì. Có khi là mình sẽ skip đoạn này. Oh, we are here. I don't even know where the bluff is. Đây là đâu? Oh, trông có vẻ như nó là một nơi bỏ hoang sao? Yeah, we can swim. Chúng ta có thể bơi ở đây. Swim here. Swim laps. Laps là kiểu như là cái vòng bơi đó. Skinny dip. Các bạn có muốn biết skinny dip là gì không? Coi nè. Come on. Come on. Skinny dip for me. Trong một cái bài của Katy Perry nhé. Do you know what that is? Uh-huh. Let's see. Do you like that? Skinny dip là kiểu bơi khỏa thân đó. Chơi thì nóng. À, hình như đây là. Okay. I think she should go up. Đây đây. Và mặc quần áo vào. Tại vì nó rất là lạnh. Mình xin lỗi đã để bạn skinny dip như vậy. Đấy, trong bài hát của Katy Perry, các bạn có thể học rất nhiều cái từ mới ở trong đấy. Maybe you wanna fertilize it. Thật ra là kiểu giống như kiểu mình đi hái hoa đó. Yeah, các bạn có thể học từ skinny dip đó. Bên nước ngoài cái chuyện skinny dip là quá bình thường. Mình nghĩ mình sẽ không bao giờ mình sẽ thử skinny dip trong thời gian tới. Khi mà mình có khả năng
mình có một cái chỗ nào đấy gọi là riêng tư chẳng hạn, mình sẽ skinny dip với người yêu và mình sẽ làm gì đấy ở dưới bể bơi gì không biết được. I think that có một từ skinny dip with. Who can I skinny dip with? Oh, she's tired. Okay. Mình nghĩ là mình sẽ đi về nhà và mua một cái gì đấy, tại vì 271 cũng đủ tiền để đi. Đây, mình có thể go home. Các bạn đừng nói bao giờ, đừng bao giờ nói là go to the home or go to home. Never. Tại vì go home nó là một cụm từ là đi về đó. Đi về nhà. So when if you want to say that bạn muốn về nhà thì bạn nói thế nào? Go home. I'm gonna go sự là người con bé này rất là đẹp luôn. Lúc nãy mình có nhìn thấy cả ngực của nó. Trời, bệnh hoạn vãi. Put on some clothes, you idiot. Đến lúc chết vì lạnh thì lại bảo là tại số. Oh, come on. Mình sẽ mua một cái gì đấy để... Oh. Lên nhanh phết. Trời ơi, mặc tí quần áo vào xem nào. Mặc đồ lạnh vào. Ok. Dừng lại. Ồ, đói rồi. Go jogging. Sao video practicing. Ok. Mình sẽ mua một số thứ để cô bé này có thể ăn. Con đừng lắp chứ. Yeah, thank you so much. Oh, 600. À, mình biết mình có thể mua cái gì. Có một thứ mà nó gọi là cooler. Cooler, nó thật ra nó thật sự thì cooler nó giống như là kiểu thùng xốp ấy, thùng xốp xong cho đá vào ấy. Cái này là có thể giữ đồ ăn được lâu. Thì cái này nó là portable cooler. Tức là nó có thể mang đi được. Portable là kiểu mang đi được đó. Ok. So she now can eat something, have a quick meal. Ăn một món đồ nhanh. Granola. Granola, mình không biết nó là cái gì. Vegetarian self. She can have a yogurt. Ăn sữa chua rất là tốt cho sức khỏe các bạn ạ, cho nên các bạn hãy ăn nhiều vào, sau đó thì ăn cereal vào. Ăn ngũ cốc vào. Ok. Ăn. Được rồi, đi đi. Ok. We are living on an island. So I don't know. When you've done that, I think you need to nap in here, nap in here, nap in. What? Mình không thể nap nhiều lần được rồi. Ok. Mình sẽ tìm cái ghế lúc nãy để mình có thể nap. Mình nghĩ là ngủ trên ghế sẽ ngon hơn là ngủ trên cây. I don't know. Đâu rồi? Where can I find that? À, hình như ở trên này. Đúng không? Yeah, ở đây rồi. Đây khá là vui nhỉ. Ăn ngon chưa em? Why don't you sit down? You can sit down on that. Quick okay. Foodie lesson. Violet is a foodie. Cô ấy là một người sành ăn. Foodie seems I'm obsessed with eating. Cô ấy ám ảnh với việc ăn. Discussing at cooking high quality culinary treats. Nhưng mà bây giờ bạn đang kiểu không có đồ gì để ăn ấy, nhưng mà thôi. Oh, cô ấy đi ngủ rồi. Asleep, she's asleep. So, when you say that someone is sleeping, you can say she's asleep or she is sleeping. Asleep là kiểu như là nó là trạng thái á, trạng thái đang ngủ đó. Còn sleeping thì nó là động từ, chứ nó không phải là trạng thái. Các bạn có hiểu sự khác nhau của nó không? Ok, so bây giờ bạn ý sẽ đi ngủ. Thực sự là bạn sẽ... Cái cây nó mọc lên rồi này. Oh my god. What can I do with that? Nothing. Mình có thể đi tìm cái gì khác để mình hái không nhỉ? Bây giờ chờ nó đi ngủ. Nó ngủ thì mình sẽ không biết làm gì. Mình có thể đi cái này đây.
Mình có thể đào nó lên. Take it up. Take it up. Sleep again. She's falling to sleep again. Falling asleep. Thường khi mà bạn bị ngủ gật ấy thì người ta sẽ nói là you're falling asleep. Mình có thể hào boss này. Yeah. Mình cứ đi xung quanh như này có khi lại tìm được một số những thứ hay ho đó. Frogs, I can have frogs here. What job is... Mình có thể làm gì? No. Mình có thể view nó thôi. Mình chỉ có thể ngắm nó thôi. Cái gì đấy? Blackberry. Thật sự là mình kiểu rất thích dâu ấy. Cho nên là mình đã... Trước đây thì mình có chơi một cái game khác rồi. Và mình đã mong muốn là mình có thể làm một cái gì đấy với quả dâu. Nhưng mà thực sự là mình chả bao giờ làm cả. Oh, she can dig this too. And what about this? No, it's just a rock. Sapphire. Đá sapphire này. Hai đá sapphire luôn. Ok. Oh, hai đá. Mỗi cái 15 đô mà. Coi này. 15 đô. And another. Chỉ có một cái thôi. Yeah. Yes. Mình đã có thêm một bluebell rồi. Bluebell thật sự thì mình không biết là hoa gì đâu. Nói chung là hoa, hoa lá cành này xong rồi các loại quả thì mình còn biết chứ hoa lá cành thì chị không biết được. Ok, vậy là mình có thêm một chút strawberries. Yes. Oh, she got another striped dirt frog. Stripe là kiểu sọc. Sọc. Dirt là kiểu bụi à? Con ếch sọc bụi. Nghe thật là ngu si. Oh, nếu mà có strawberry này rồi thì mình có thể hái strawberry hàng ngày để ăn nó. Oh my god. It's sparkling everywhere. Have a soul. Haverzo, thế là mình sẽ có thêm Snapdragon, mình có thêm Mushroom over here, mình có thêm